đến lục ngầu trước khi ta hóa thành sương khói hay là đám lá mục nâu, trước khi ngọn lửa ở trong lòng dần tan, trước khi ta sống được trọn vẹn hết một vòng tuần hoàn. Tận cùng thế giới là gì, đâu có ai mà biết được những hóa đơn và trách nhiệm làm giấc mơ ta khiếp nhược. Ta không muốn những ngày trẻ trở nên gầy gò xanh xao, ta muốn là cánh chim nhỏ giữa bầu trời trong xanh trao. Trong mắt của rất nhiều người ta rất điên rồi rất ương bướng, lấy đam mê làm ánh mặt trời để tâm hồn này không mất phương hướng. Ta đi theo bóng mặt trời từ hạ tới hay đông về qua, khi những đam mê còn bùng cháy thì con đường đó sẽ không hề xa. Là người mà ánh sáng, còn là người mà tâm tư. Trên những con đường xa anh rong ruổi, tha làm con kiến tự do hơn là chúa sẽ lâm. Anh muốn khi anh hết trẻ ngồi nhìn bầu trời xanh biết cuối chiều, với lý nhà lý trà ấm trong tâm tư không tiếc nuối nhiều. Rồi đang kể cho đám trẻ những điều đen đã trải qua, không phải để họ ngưỡng mộ hay là để họ ngợi ca. Chỉ là ai cũng có những ngày trẻ rồi thì cũng sẽ già nua, những ngày mà chân chưa mỏi có tiền cũng khó mà mua. Những ngày nào đó khi tâm tư được vẫy vùng, mà ta sẽ cùng mở nhạc giữa rừng xanh và nhảy cùng nhau. Là đâu đó giữa chập trùng núi và non kia, nằm trên đồi ngắm chiếc lá và ở trong túi là lâu kia. Là ngày mà ánh sáng, là ngày mà tâm tư ta chưa thành lá một nâu rơi tan và tan vào trong những biết sao em ơi. Là ngày mà đôi mắt ta chưa trở nên độc ngầu, là ngày mà ánh sáng, là ngày mà tâm tư chưa thành lá một nâu rơi tan và tan vào trong những biết sao. Dạ, đang xin kính chào cô chú anh chị, các bạn và các em đang có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho đang xin cảm ơn Prudential vì đã cho đang có việc làm. Đen, anh Hòa Ước, Biên, Jack, Hiền VK và Kim Long rất là nóng lòng muốn được phục vụ mọi người, và đang xin chúc cho mọi người có một cái đêm thật là tuyệt vời cùng nhau tối hôm nay. Thì bài đầu tiên là bài đi theo bóng mặt trời, đang muốn dành tặng đến những người đàn ông có mặt ngày hôm nay, những người mà hai vai gồng gánh một bên mặt trăng một bên mặt trời, gồng gánh trách nhiệm gia đình, trách nhiệm xã hội. Và hãy giúp cho những người đàn ông có mặt ngày hôm nay ạ. Bài tiếp theo đang xin gửi tặng cho các mẹ đang có mặt ở đây, những người đã tạo tần nuôi những đứa con khôn lớn, những người đã không bao giờ nề hà vất vả bất kỳ một điều gì cả để giúp cho những đứa con không bị đói, để giúp cho tâm hồn của những đứa con không bao giờ bị cằn cỗi, và mang tiền về cho mẹ. Xin phép được xuống chơi với mọi người nha. Yeah. Xuống luôn. Dạ, yeah, xuống luôn. Hey. Mang tiền về cho mẹ. Say. Mang tiền về cho mẹ. Say. Mang tiền về cho mẹ. Đừng mang công việc về cho mẹ. Mang tiền về cho mẹ. Mang tiền về cho mẹ. Mang tiền về cho mẹ. Đừng mang công việc về cho mẹ. Nếu không có mẹ, con cũng chỉ là đồ bỏ mà thôi. Sẽ không có nề có nếp, dù đặt mình lấy cái chó đồ xôi. Cái máy tính mà con thu âm mấy bài đầu, mẹ đổ bằng những cái đổ mồ hôi. Giờ con đã đi làm và con kiếm tiền về, mẹ chỉ cần ngồi đó mà xơi nha. Ôi những ngày sáng quét, gió liêu siêu dám mẹ gầy xo. Có khi mẹ ngất giữa đường, vì cả ngày chẳng có gì no. Mẹ không dám ăn, không dám mặc, không dám tiêu cũng chỉ vì lo. Giờ con đeo túi to te đi mua cho mẹ cái túi đi. Hey, tiếng nói đầu
tiên là do ai dạy, nét chữ đầu tiên là tay ai cầm, sai lầm đầu tiên là nhờ ai sửa, vấp ngã đầu đời là được ai nâng. Bài hát hay nhất trần đời là lời mẹ ru giữa trưa nắng hè, những ngày dài nhất trần đời là mẹ đi chợ xa chưa thấy về, thức ăn ngon nhất trần đời là cơm bếp củi mẹ nấu cho ghê, bước ra đời là một người lao động, trở về nhà là một đứa con ngoan. Yeah. Bước ra đời là một người lao động, trở về nhà là một đứa con ngoan. Mọi người ơi, dù để có lúc chẳng được như mong đợi, sẽ xa mãi nhà đừng hỏi còn ai nung chiều. Và những đứa trẻ sẽ phải đi xa nhà, sẽ phải đem rất nhiều mặn ngọt canh chua đắng. Mẹ chỉ muốn chúng mày phải tự lo cho mình. Về đây mà thấy là mẹ cho ăn cho. Xem nào, mang tiền về cho mẹ, cho mang tiền về cho mẹ, cho mang tiền về cho mẹ. Đừng mang thú vị về cho mẹ, mang tiền về cho mẹ, yeah. Mang tiền về cho mẹ, yeah. Mang tiền về cho mẹ, đừng mang thú vị về cho mẹ. Con đã kiếm được tiền từ hình ảnh, kiếm được tiền từ âm thanh, tất cả đều do cha xin mẹ đẻ, chứ không phải thế việc hay chăm ăn. Người hâm mộ đời con từ đồng khởi, sắp hàng dài đến hết đường ký con. Xin chào quý con đã ký họ, và con hy vọng là họ được quý con. Tiền của con cũng có cần phải rửa, nó cũng chỉ ám mùi mồ hôi. Và yên tâm con là công dân tốt, đóng thuế đều chỉ có đủ mà thôi. Nhà con hiếu ở nhiều phương diện, tiền con kiếm là tiền lương thiện, đem sức lực ra làm phương tiện, sống phải đẹp như là hoa hậu, dù không cần thiết được tặng vương miện. Con trai giống mẹ nên là con hiền khô, ta vào đời không làm mẹ thêm phiền lo. Bỏ qua nhà biểu không chịu cơm no, mang về cho mẹ toàn tiền thơm tiền tho. Mẹ là mẹ của con, con là của mọi người, lên sân khấu làm mọi người vui, về nhà làm cho mẹ cười. Vì thời gian của thằng còn tàn khốc nên con thấy mình càng ngày càng non gan, bao nhiêu tiền mua lại được một ngày mà con còn ngồi với lọt cái sông đen. Muốn được nghe tiếng mẹ mắng mỗi ngày để con thấy mình còn chưa được khôn ngoan. Con trai mẹ chỉ là người phục vụ, nhưng muốn đời đối xử với mẹ như một bà hoàng, như một bà hoàng. Sẽ có rất nhiều hành trình qua trong đời, mặc dù đời có lúc chẳng được như mong đợi. Rời xa mái nhà đừng hỏi còn ai đúng chưa. Những đứa trẻ sẽ phải đếm rất nhiều mặt ngọt cây chua đắng. Nhà chỉ muốn chúng mày phải tự lo cho mình. Về đây mà gầy là mẹ cho ăn đâu. Mang tiền về cho mẹ, mang tiền về cho mẹ, say. Mang tiền về cho mẹ, đừng mang ưu phiền về cho mẹ. Mang tiền về cho mẹ, say. Mang tiền về cho mẹ, say. Mang tiền về cho mẹ, đừng mang ưu phiền về cho mẹ. Dạ, chúng con hứa. Các mẹ ơi, các mẹ đang có mặt ở đây ơi, ít nhất là 6 đứa chúng con và những tất cả những bạn trẻ đang có mặt dưới đây, chúng con hứa sẽ không bao giờ mang ưu phiền về cho các mẹ. Các mẹ tin vào con không ạ? Nhìn cái mặt này có đáng tin không ạ? Dạ. Ôi, tuyệt vời quá. Cái cảm giác mà được gần gũi mọi người. Đang tin là các cô chú anh chị ở đây nhiều người chưa nghe rap đâu, nhưng mà khi mà âm nhạc được cất lên, mọi người đã hưởng ứng, mọi người đã hát theo. Và bài hát thứ 3 đang muốn gửi gắm đến các bạn trẻ đang có mặt ở đây. Những người mà đang hy vọng họ luôn chân cứng đá mềm, sẽ luôn có những cái con đường, những cái ngày bước ra đời thuận gió và hòa mưa. Mọi người sẽ ăn uống thật nhiều để cho nó cao hơn cây mận ở bên vườn nhà, và những cái khe sâu chỉ là nét vẽ điểm tô thêm cái con đường hành trình của mọi người mà thôi. Và không cái gì mang lại khó khăn cho mọi người cả. Nấu ăn cho em ạ. Yeah. Cánh tay đâu rồi ạ? Em trên con đường, đường bé xíu quanh con. Đẹp quá. Băng qua những ngõ hoang đồi, thấy em nghiêng nghiêng cười trong đôi mắt tròn, và thế giới cũng nghiêng theo đôi bàn chân em. Mấy đứa trẻ đi lên trường, đồ trên đầu là đá mây trắng. Chân đạp lên mặt trời, môi thì cười và má hơi nắng. Những nụ cười làm cho lòng đem vùng về vòng hoa ngày ngắn. Lên trên này thấy các em, anh mới thấy mình quá may mắn. Mặt trời vàng như trứng chiên, khi mà em đứng thẳng, núi và đồi phải đứng nghiêng. Con đường quanh co quá, em trao lượn như cánh chim. Mai sau lớn em mơ giữa đời, em bơi khỏe như ánh viên. Dù không còn là học sinh, đã thấy mình vẫn còn phải học hành. Như cây mọc lên từ đất, phải đủ chất thì nó mới mọc cành. Học cách bóng thêm hạnh phúc, để cạnh đó mọc ra những điều lành. Viện nghiệm số phận là người, luôn giám sát chứ không có điều hành. Nên anh mong các em sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Vì anh biết tụi em nhỏ con, nhưng mà dũng khí thì không thể nào nhỏ được. Yo, không thể nào mà nhỏ được. Yo, không thể nào mà nhỏ được. Hey.
cho các em ăn. Dù anh không là đầu bếp giỏi, cũng là cách anh giúp chính mình bớt nghĩ suy cho đầu hết mỏi. Anh muốn thấy nhiều vị khách nhỏ ăn hết sạch những đồ ngon thơm, vì anh biết những đứa trẻ này mai này sẽ xây dựng quê hương. Nấu cho các em ăn, em lấy sức nhặt từng con chữ. Khi có tri thức em thấy con hổ không còn hung dữ. Và em sẽ lớn hơn cây mận ở bên vườn nhà. Lúc ấy thì mấy cây sâu chỉ là nét vẽ thêm đường đà. Tụi mình muốn trở thành người tốt và đang phải tập để làm điều đó. Tụi mình nhìn các em để biết những gì mình cần, những gì mình có. Tụi mình cũng từng là trẻ thơ cần được no cái buồn và chiều. Tụi mình tập tìm cách cho đi vì biết cho đi sẽ nhận về nhiều. Vì cho đi những nụ cười, những buồn phiền sẽ trôi rất xa. Cho đi niềm hạnh phúc sẽ nhận về gấp đôi gấp ba. Yo, cho đi niềm hạnh phúc sẽ nhận về gấp đôi gấp ba. Con đường từ ngày em qua, mặt trời trong trái tim hồng và trong lòng một tiếng nhà chưa. Mong cho cây lá lên mừng, mong cho trời mọi người ơi. Và đó là nấu ăn cho em mà. Thực ra rất là hồi hộp, rất là hồi hộp khi mà ở đây có nhiều cô chú anh chị, những người đã đóng góp rất nhiều cho đời sống này, và đang cảm thấy mình rất là nhỏ bé mà không biết mọi người có hay nghe rap không. Hy vọng mọi người đã tận hưởng những ba bài hát này. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Cho phép Minh Tuấn xin được giữ Đen ở lại sân khấu một chút xíu để mình sẽ trò chuyện cùng với nhau. Có vẻ như là Đen không có tự tin lắm, là mọi người không có hát nhạc của mình. Mọi người có tận hưởng bài hát của Đen không ạ? Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Nên em cứ tự tin nha. Rồi, thưa quý vị thấy hoàng hôn của chúng tôi chất không ạ? Rất chất đúng không ạ? Và tôi nói rằng là quý vị sẽ vỗ tay và hòa mình vào trong hoàng hôn này. Và nó đã diễn ra như thế. Cái hoàng hôn này không chỉ đẹp, không những chất mà còn tử tế nữa. Tuấn ngồi ở trong, Tuấn nghe ba bài của Đen, Tuấn tổng hợp lại thì đó là một cái câu chuyện rất là nhân văn nha quý vị. Đi theo bóng mặt trời để đem tiền về cho mẹ, rồi mẹ với con nấu ăn cho em. Dạ rồi, thế thì Tuấn là một cái người làm biên tập âm nhạc. Cái bài nấu ăn cho em của Đen á, là vào ở trong bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh. Tuấn dẫn chương trình đó. Thì ban đầu tụi Tuấn nói với nhau rằng là cái bài này không thể nào mà ở lâu được. Nhưng mà không ngờ là nó ở rất lâu. Và tất cả các anh chị em làm nghề biên tập hay là cả phóng viên đều nói rằng là đây là âm nhạc tử tế. Thì không biết rằng là với Đen á, là một người làm nghệ thuật và là một người mà làm thơ, làm âm nhạc để dành cho mọi người, thì bạn thấy như thế nào khi mà nhận được cái từ đó, âm nhạc tử tế? Dạ em cảm ơn anh vì câu nhận xét đó. Thì em biết ơn rất nhiều. Nhưng đối với Đen thì Đen đối với Đen thì Đen không nghĩ nó là âm nhạc tử tế đâu ạ. Bởi vì sao? Bởi vì Đen nghĩ mọi thứ nó bình thường. Đen cũng đã trả lời cho một số bài phỏng vấn rồi. Trước khi Đen làm thì đã có rất nhiều người làm rồi. Và sau khi Đen làm sẽ càng có nhiều người làm nữa. Cái lòng nhân ái, cái chữ an nó nằm ở trong mỗi tim mỗi người Việt Nam. Và không chỉ có mình Đen đâu ạ. Khi mình lao vào làm để giúp đỡ cho mọi người thì mình mới thấy một cái điều là một cá nhân không làm được gì cả mọi người ạ. Một cá nhân không làm được gì hết. Phải cộng đồng cơ, phải tất cả mọi người cơ. Và để nhận xét bản thân mình là làm nhạc tử tế hay làm gì đó tử tế, không dám nhận đâu. Vì tử tế là nó phải loan tỏa, nó phải lan tỏa. Nó phải lan tỏa và sao đó. Đang nghĩ là tất cả mọi người Việt Nam bình thường, những cô chú anh chị, những các bạn trẻ đang ở đây, ai cũng làm được điều đó cả. Và đang tin điều đó. Cảm ơn Đen vì sự khiêm tốn này. Thưa tất cả quý vị, Tuấn cũng hoàn toàn đồng ý như thế. Tại vì thật ra thì chúng tôi nói cái từ là âm nhạc tử tế để mong muốn rằng là có thật nhiều những loại âm nhạc như thế. Chúng ta thật tử tế với nhau. Và có một cái điều mà như là Đen nói, cái sự tử tế nó phải lan tỏa. Và thông điệp thứ hai mà tôi muốn nói với là tất cả quý vị ở đây, quý vị đến với là An Concert, quý vị có thấy là quý vị nhận được cái vé điện tử không ạ? Không phải là vé giấy đúng không ạ?
Bởi vì đây là một trong những cái hoạt động mà Prudential mong muốn là thứ nhất là bảo vệ môi trường, thứ hai là dùng cái tiền á, mà thay vì là in vé giấy á, thì chúng ta sẽ tiết kiệm được khoảng 500 triệu. Và 500 triệu này chúng ta dùng để gọi là hỗ trợ cho các bạn 3 điểm trường ở Quảng Ngãi để giúp cho các bạn có thể là an toàn đến trường. Và đây là các em bé ở đồng bào và ở ngay quốc lộ, quý vị. Ở đây nó không được an toàn lắm khi mà các bé đi đến trường. Thì Prudential dùng cái số tiền này để làm một cái hoạt động tử tế đó. Và chúng tôi nghĩ thật ra thì Prudential làm, nhưng tất cả những người ở đây đang có mặt trong An Concert, quý vị đang cầm một tấm vé điện tử, thì sự tử tế này cũng là của tất cả quý vị trong ngày hôm nay. Một cái câu hỏi thứ hai, Tuấn muốn hỏi về Đen. Đen viết nhạc cho mọi người. Mọi người nghe nhạc của Đen là âm nhạc này dùng để chiêu, âm nhạc này dùng để lan tỏa sự tử tế. Thế còn với Đen á, thì An của Đen thì như thế nào ta? Chương trình mình tên là An, thì tôi không biết rằng là đối với Đen thì cái sự An á, nó nằm ở đâu? Dạ thưa anh, là trước khi đến với An của Prudential thì Đen đã suy nghĩ rất là nhiều, là không biết mình nên đưa mang đến cái âm nhạc nhẹ nhàng hay là những cái âm nhạc bùm bùm chắc chắc như vừa nãy. Thì Đen mới nhận ra một điều là An nó không phải là một cái tâm trạng, mà nó là thực sự nó là một cái năng lượng. Và đã là năng lượng thì bằng cách này hay cách kia, miễn là nó khó khá là khó lý giải, nhưng mà Đen nghĩ là cái năng lượng đã là năng lượng thì mình hãy truyền thêm năng lượng để cho cái sự An nó được đẩy lên cao hơn và nó lan tỏa được nhiều hơn. Cảm ơn Đen rất là nhiều vì đã đến với lại An Concert. Bạn đã làm cho không khí ngày hôm nay ngập tràn bởi âm nhạc rất hay và sự hò reo cổ vũ của các bạn, và chúng tôi tin rằng là sự xuất hiện của bạn với ba bài hát rất là ý nghĩa này, mọi người đã có được sự an yên một phần nào đó trong tâm hồn của mình. Một lần nữa xin một tràng vỗ tay dành cho Đen và các nghệ sĩ đến với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn Đen. Hẹn gặp lại Đen trong những show tiếp theo. Cho em nói một lời với đồng âm của em được không? Đồng âm mọi người ngồi đâu ạ? Nhớ ngồi đến cuối chương trình nha đồng âm. Yêu mọi người rất nhiều ạ. Xin cảm ơn ạ. Cảm ơn Đen.